Ngày 8 tháng 1, Hàn Quốc thông báo sẽ nối lại các cuộc tập trận tại các vùng đệm được lập ra theo thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018. Theo Hàn Quốc, những vụ bắn pháo gần đây của Triều Tiên đã vi phạm các quy định cấm bắn đạn thật và tập trận quy mô lớn tại các vùng đệm này. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Trần Hak-kyo cho biết việc nối lại các cuộc tập trận sẽ giúp quân đội duy trì khả năng phản ứng tốt hơn. Theo kế hoạch, quân đội Hàn Quốc sẽ tập trận bắn đạn thật và tập trận cấp trung đoàn trong phạm vi 5 km tính từ khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Hải quân sẽ tập trận bắn đạn thật ở vùng đệm hàng hải từng được dịch ra theo thỏa thuận năm 2018. Thủy quân lục chiến tập trận bắn đạn thật với pháo tự hành K-9 trên các đảo phía tây bắc Paeyong và Yeongpyeong. Căng thẳng leo thang sau khi Triều Tiên từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 1 bắn hàng trăm quả đạn pháo từ bờ biển phía tây vào vùng đệm hàng hải gần đường giới hạn phía bắc, ranh giới trên biển thực tế giữa hai miền Triều Tiên.